Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Hình ảnh mới nhất Trung Quốc thôn tính sông đảo Gạc Ma. Đức Giáo Hoàng, tôn giáo không thể được dùng để biện minh cho bạo động. Truyền thông Trung Quốc, ISIS huấn luyện thành phần nổi dậy Tân Cương. Sau đây là phần tin chi tiết. Hình ảnh mới nhất do về tinh chụp cho thấy Trung Quốc tiến rất nhanh trong việc xây dựng đảo nhân tạo Gạc Ma thành một căn cứ lớn trên biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những tấm hình mới nhất do vệ tinh của công ty Airbus Defences and Space chụp ngày 14 tháng 8 năm 2014 được nêu ra trên tạp chí quốc phòng Trans Defenses ngày 22 tháng 9 năm 2014 cho thấy những tiến bộ đáng kể và đạt được rất nhanh của Trung Quốc tại Gạc Ma mà họ gọi là đảo Chiao, Xích Qua Tiêu, tên quốc tế là Johnson South Reef. Trung Quốc cướp bãi đá ngầm này từ Việt Nam năm 1988 qua một trận tấn công làm cho 64 binh sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng. Cho đến đầu năm nay thì Gạt Ma vẫn chỉ là một bãi đá ngầm mà trên đó Trung Quốc xây dựng một pháo đài nhỏ, trang bị vệ tinh viễn thông và một cầu cảng ngắn. Bây giờ, sau nhiều tháng được tàu hút cát từ lòng biển bồi đắp, Gạt Ma đã trở thành một đảo nhân tạo có chiều ngoan khoảng 400 m và một diện tích ước chừng là 100.000 m2 hay 10 ha. Không có một đảo nhân tạo nào tại biển Đông thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có diện tích lớn như vậy. Nhìn vào tấm không ảnh, người ta thấy nhân công đã xây dựng bờ kè bao bọc toàn thể hoàng đảo. Có hai cầu cảng kiểu cho xe cộ chạy lên xuống tàu và một cầu cảng cho tàu cập hông ở phía tây bắc nền móng để xây dựng những tòa nhà to lớn được nhìn thấy ở phía tây nam hòn đảo, trong khi có những trang bị lớn như máy bơm lọc nước mặn, máy trộn làm xi măng, kho nhiên liệu. Ngoài những gì nhìn thấy ở Gạt Ma, thì những hình ảnh phổ biến trên báo chí Trung Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2014 còn đồng thời cho thấy họ đang xây dựng tương tự ở bãi đá ngầm Việt Nam gọi là Châu Viên, còn Trung Quốc thì gọi là Hoa Diêu Tương, tên quốc tế là Tom Drift. Hình ảnh này chứng tỏ họ cũng có hệ thống lọc nước mặn, cần cẩu trục, máy khoan cùng với rất nhiều vật liệu xây dựng. Theo nhận định của tạp chí Trend thì Trung Quốc gấp rút biến các bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo ở Trường Sa là vi phạm nguyên tắc ứng xử trên biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002. Dù không có ràng buộc pháp lý nhưng rõ ràng Trung Quốc đã ngang nhiên hành động vì sức mạnh quân sự ăn trùm các nước nhỏ phía Nam. Thỉnh thoảng, Hà Nội hay Manila lên tiếng chỉ phản đối chiếu lệ. Cuối tháng 8 năm 2014, thì tạp chí Trans Defenses cho hay Trung Quốc cũng nạo hút cát bồi đắp tăng diện tích cho đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Một phần trong những việc này là kéo dài phi đạo từ 2.400m lên thành 2.800m để cho các máy bay quân sự cỡ lớn có thể lên xuống an toàn. Nếu một phi trường quân sự được thiết lập ở Gạc Ma thì sẽ là sự đe dọa trực tiếp và rất gần với các cơ sở trên đảo ở Trường Sa mà các nước khác đang trấn giữ. Lịch sử các sự xung đột trên biển Đông cho người ta cảm tưởng rằng các căn cứ lớn hơn đang được Trung Quốc xây dựng sẽ là những xuất phát điểm để mở cuộc tấn công những căn cứ cơ sở của Việt Nam, Philippines. Gần đó khi Bắc Kinh muốn ra tay thâu tóm Đức Giáo hoàng Francis hôm chủ nhật lên tiếng cảnh cáo trong chuyến viếng thăm Albania rằng tôn giáo không bao giờ nên được dùng để biện minh cho bạo động. Có vẻ để ám chỉ đến các hành vi đẫm máu của thành phần phiến quân quốc gia hồi giáo ISIS ở Iraq và Syria. Đức Giáo hoàng Francis nói rằng Albania với đa số dân chúng theo hồi giáo là một khuôn mẫu để khuyến khích sự hòa đồng tôn giáo. Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Albania, gồm cả Hồi giáo, Chính thống giáo, Do Thái giáo và Tinh lành, thì Đức Giáo hoàng Francis đã lên án thành phần quá khích, cho rằng họ lợi dụng tôn giáo để đạt được mục tiêu của mình. Không ai có quyền lấy danh nghĩa của Thượng Đế để có hành vi bạo lực. Nhà lãnh đạo tinh thần của 1.2 tỷ tín đồ công giáo trên thế giới tuyên bố tại trường Đại học Công giáo. Giết người trên danh nghĩa của Thượng Đế là một hành động bán bổ trầm trọng. Kỳ thị trên danh nghĩa của Thượng Đế là điều bất nhân lời phát biểu của ngài được coi là nhắm đến nhóm boko haram ở nigeria cũng như isis vốn đưa ra sự diễn dịch quá khích và tàn bạo về hồi giáo nhằm mục đích tạo ra vùng tự trị dưới sự cai quản của một nhà nước hồi giáo không ai có quyền coi họ là cái áo giáp của thượng đế trong khi có hành vi bạo động và đàn áp đức giáo hoàng nói với các giới chức chính phủ ở dinh tổng thống tại tirana Giới chức địa phương đã phải tăng cường bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng sau khi có các báo động từ Iraq cho hay thành phần ISIS có thể mở cuộc tấn công nhắm vào ngày. Thành phần nổi dậy ở Tân Cương đang ra ngoại quốc để được sự huấn luyện của lực lượng quốc gia hồi giáo ISIS và sau đó trở về để mở cuộc tấn công theo nguồn tin từ giới truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ hai. Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa ra tin tức về sự liên hệ giữa giới nổi dậy ở Tân Cương, nơi sinh sống của người thiểu số Hồi giáo Uyghur với thành phần quá khích ISIS thuộc giáo phái Hồi giáo Sunni, hiện đang chiếm nhiều ở Syria và Iraq. Chính quyền Trung Quốc đã đổ tội cho thành phần Hồi giáo quá khích ở Tân Cương là gây ra tình trạng bạo động nơi này trong năm qua để đòi thành lập một quốc gia độc lập gọi là Đông Turkestan. Tờ Hoàng cầu thời báo cho hay, thành phần nổi dậy từ Tân Cương đang tham gia các hoạt động của ISIS tại Syria và Iraq cũng như với các chi nhánh khác của ISIS trong vùng Đông Nam Á. Nguồn tin này cũng nói rằng cảnh sát Nam Dương vừa bắt giữ 4 người tình nghi từ Tân Cương hồi tuần qua. Bốn người này từ Trung Quốc trốn sang Campuchia, sau đó sang Thái Lan, nơi họ có được thông hành thổ nhĩ kỳ làm giả trước khi bay sang Indonesia qua ngã Malaysia. Chính phủ Jakarta trong thời gian qua đã bày tỏ sự lo ngại là sự hỗ trợ dành cho ISIS này đang lan sang quốc gia này sau khi có tin là công dân Indonesia đang tới Syria và Iraq để tham gia chiến đấu với ISIS tại đó. Vừa rồi là bản tin buổi trưa ngày thứ hai, 22 tháng 9 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp, số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, gia vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.